Một trong những cái mà chúng tôi thấy trong cái nghề mà làm việc của tôi là có những cái trường hợp mà khách hàng bảo hiểm người ta nó bị expire. Expire xong rồi đâu khoảng chừng 2 tuần xong rồi người ta nói oh my gosh, I just had an accident, có tai nạn trong đó mà bảo hiểm nó hết quá hạn 2 tuần. Thì trong những trường hợp như vậy đó thì thường thường những hãng bảo hiểm nó có những cái grace period hay không? Thí dụ nha, mình bị expire chỉ có 3 ngày thôi mà vừa đến ngày thứ 2 thì bị tai nạn trong trong hãng. Thì những hãng bảo hiểm nó có những cái grace mà nó có thể cover, hoặc là những cái agent như của hai chị có cách nào mà giúp những khách hàng như vậy không? Thì cái này nó very strict nha. Cái này là tất cả bảo hiểm như vậy đó, thì nếu mà nó expire rồi đó thì nó không có được it's không có trách nhiệm của cái bảo hiểm, cái đó là chắc chắn 100% rồi. Mà sometimes bảo hiểm xe right, nếu mà mình quên trả thì nó sẽ có thể nó có cái grace period. Thì State Farm nó cũng có cái grace period, là nếu mà mình trả trễ thì có thể nó có 2 tuần nên 1 tháng grace period mà nó cũng còn bảo hiểm, nó chưa expire đó, thì bảo hiểm nó mới trả. Mà chừng nào nó terminate cái policy rồi đó, even if nó là 1 ngày trễ như vậy đó, thì bảo hiểm sẽ không có trả ra đâu. Tại nếu mà mình làm exception cho một người đó thì không có được, mình phải làm for everybody thì cái công ty nó sẽ không có làm như vậy được. Mà mấy tụi em á, ở trong cái bảo hiểm văn phòng của mấy tụi em đó thì mỗi sáng em có 2 người service để gọi khách hàng, để remind khách hàng. Rồi also State Farm they sẽ gửi thơ ra cho khách hàng. Một là mình trễ, rồi cái lá thơ thứ hai thì cái ngày nó expire thì cái company nó cũng phải gửi cái thơ cho mình để báo cáo cho khách hàng. Thì mấy tụi em thì giúp khách hàng của mấy tụi em để gọi, rồi xong rồi State Farm sẽ gửi lá thơ. Thì cái đó là nó giúp cho khách hàng để chừng đừng good cái, reminder. Good reminder. Tôi muốn hỏi thêm là nãy giờ mình nói về chủ tiệm nail và một số loại bảo hiểm cho chủ tiệm nail. Muốn hỏi thêm cho cái ngành nhà hàng, ví dụ restaurant owners, nhiều anh chị rất là chủ quán phở hay là hay là quán phở, thì mình có thể hỏi về restaurant owner theo văn phòng của mình, bên bảo hiểm mình nên khuyên họ có loại bảo hiểm gì? Cái bảo hiểm mà về nhà hàng đó thì em nói ví dụ đi là let's say một người khách hàng vào ăn một tô phở and họ về nhà họ bị đau bụng. So người nào sẽ chịu trách nhiệm đó? Thì cái bảo hiểm mà cho business nhà hàng general liability và bao gồm luôn những cái những cái bảo hiểm trong đó, nó sẽ cover cho cái trường hợp như vậy. Và em nói thật là cái bảo hiểm cho nhà hàng nó không có nhiều tiền, nó thật ra nó không có mắc đâu. Nhưng mà em không hiểu sao có nhiều người chủ họ không có nghĩ đó là cái điều quan trọng để mua. Em cũng không biết tại sao như vậy, nhưng mà thật ra that's very important. Vì think about nếu như mà khách hàng vô ăn rồi họ bị đau bụng, hay là nhân viên ở đó, you know, we never know, họ có thể make mistake này nọ. Thì cái bảo hiểm là một cái gì đó để mà mình có thể protect cái business của mình. Một trong cái bảo hiểm mà chúng tôi cũng hay thấy đó là cái issue đó, khách hàng là loss of income. Cái đó là cái mà thí dụ như là có khách hàng người ta bị cái hệ thống ống cống, cái sewer nó bị overflow, hoặc là pipe nó bị broken, phải đóng cửa mấy tuần. Khách hàng đến gặp chúng tôi xong hỏi là anh Tony, như vậy bây giờ làm sao đây, làm sao mà em claim cái bảo hiểm, tại vì một tháng như vậy em mất 10,000 tỷ income rồi. Thì chắc là nhờ hai chị trình bày thêm về cái bảo hiểm nào nó cover được cái loss of income. Thì cái bảo hiểm mà cover loss of income thì under cái general liability. Thì nếu mà tiệm phải đóng một tuần, một tháng, mấy tháng thì cái đó là trách nhiệm của bảo hiểm. Thường thường thì bao lâu, cái maximum mà thời gian mà đóng cửa thì bao lâu bảo hiểm đền? Và bao nhiêu phần trăm của income? Thì cái đó là 100% của income. Thì tùy bảo hiểm, có khi là up to 1 năm, up to 2 năm. Và thường thường bà Lê thấy là up to 1 năm. Có một cái một là another issue. Là cái umbrella insurance. Đây là cái mà dĩ nhiên là hai chị ở trong nghề có thể trình bày thêm nữa, thì là thường thường
chúng tôi có khách hàng người ta có cái có một cơ sở thương mại quán ăn xong rồi người ta lại có thêm cái umbrella đúng insurance rồi. Đúng rồi. Hình như là cái đó nó personal đại khái như vậy xong rồi người ta bị một cái tai nạn ở trong cái cơ sở thương mại nhưng mà cái bảo hiểm nó không đủ xong rồi người ta mới thắc mắc ta hỏi là như vậy trong trường hợp của chúng tôi có cái umbrella thì umbrella nó có cover thêm trên on top cái bảo hiểm trong hãng hay không? Thì anh Tony có hai cái umbrella nha. Một cái là personal umbrella. Cái đó là nó gọi là personal meant like for mình lái xe đúng không? Nên mình có nhà của mình thì cái 1 triệu nên 2 triệu nên bao nhiêu mình muốn mua đó thì nó go under personal. Nếu mà mình là chủ cái tiệm đó thì mình muốn mua commercial umbrella thì thường thường Ballet thấy general liability đó là ít nhất đó là Ballet cho là 1 triệu, 2 triệu. Rồi xong rồi mình mua cái commercial umbrella đó thì mình mua 1, 2, 3, 4, 5 triệu thì nó go on top. Nó lên cái general liability của cái tiệm. Thì có khi mình để mình có 5, 6 triệu cho bảo vệ cái tiệm của mình. Anthony, thường thường em work with mấy người business owner đó, em always khuyên có cái umbrella policy cho personal. Tại nếu mà mình lái xe đó mà mình đụng họ rồi bây giờ họ kiện mình cũng là có tài sản mà mình là business owner nữa, cái đó họ sẽ, luật sư của họ sẽ thấy đó, muốn kiện mình hơn nữa. Thì Billy always khuyên minimum đó mình có là 1 triệu umbrella. On top của cái general liability on top những cái mà umbrella như vậy mà commercial như vậy nó cover chỉ có một cái particular business hay là tất cả mọi thứ, giả sử có một người có vừa có một cái nail salon vừa có một cái quán ăn xong rồi ta mua một cái umbrella insurance thì cái umbrella nó cover cả hai cái business hay là nó chỉ cover từng cái một mà mình phải mua riêng từng cái? Nó sẽ cover on top of that. Everything. All of it. Interesting. Thank you. Tâm có câu hỏi là nãy giờ mình trình bày là cái trường hợp mà mình mua ví dụ không mua hoặc là mua ít quá. Tại vì mình không rành trong ngành bảo hiểm á, mà mình là business owner đôi khi bận quá. Mà mình mua nhiều loại insurance như là chóng mặt luôn, mình không biết product nào. Có trường hợp nào mà mình có thể là review lại để mình advise người business owner là cái này nhiều quá hay là bớt chỗ này hay chỗ kia hay là chỗ này nhu cầu thì mình có thể là cái approach để mình strategize cái đó là như thế nào và có lời tư vấn để mình coi như là một người business owner đương nhiên muốn mua để bảo vệ business của mình mà không muốn mua thừa hay là mua chỗ nào không cần thiết để mình mua chỗ nào mà gọi là cần thiết cho cái business mình. Ý là cái business mình đôi khi cũng lúc nào cũng thay đổi. Hôm nay là mình có tiệm nail, biết đâu 5 năm nữa mình có 2 tiệm nail và 1 tiệm phở hay là có khả năng ví dụ một gia đình mua nhà hay là mua xe thêm thì Tâm cũng muốn hỏi cái trường hợp như vậy để mình có thể review coi thử có đôi lúc mình mua nhiều quá hay không, cái coverage nhiều quá với so với cái sự cần thiết. Thì Ballet thấy thì ít khi thì mình mua quá nhiều. thường thường nếu mà Ballet gặp khách hàng đó thì mình phải có nhiều câu hỏi với khách để cho mình bảo vệ cho nó đúng không. Thì thường thường for business insurance á, thì Ballet hỏi ô anh chị ơi, cái đồ đạc của anh chị đó là nếu mà lát xe cái tiệm nó bị cháy đó thì mình phải replace tất cả cái equipment của mình, lát xe nhà hàng đúng không, nhà bếp của mình, bàn ghế của mình phải build out cái tiệm đó, thì anh chị nghĩ là bao nhiêu? Thì cái đó thì let's say 100-200 ngàn. Cái đó thì mình phải hỏi, cái đó là responsibility của người agent, hỏi rất là nhiều câu hỏi để cho bảo vệ cho nó đúng. Một cái là cái nail salon đó, Ballet cũng muốn khuyên người owner đó thì có thể mình làm nail mà có thể mình cũng làm eyelash extension đúng rồi. Tại cái đó nhiều lắm. Thì mình make sure đó là cái policy của mình nó cover cái eyelash extension, là nó không có exclude. Cái đó là rất là quan trọng. Nên mình làm tattoo. Đúng rồi. Cái đó mình cũng phải nói chuyện với agent của mình, tại agent của mình thì biết cái policy.
Okay. Nó trả ra, nó không có trả ra. Cảm ơn chị Vy Lê nói vậy. Thầm cũng nói chuyện với mấy người trong ngành nail với lại mấy người trong ngành thẩm mỹ, nói là trong 2-3 năm vừa rồi á, cái claim trên cơ thể mà nhiều nhất á, về bảo hiểm là around the eye. Là tại vì mấy cái đó rất là hot. Tại vì mấy cái tattoo, microblading vân vân là đều mấy cái procedure hot. Bây giờ là vòng quanh mắt rồi. Mà một nơi rất là thành ra mình phải để ý tới cái đó. Thì nếu mà cái general liability của mình thì không có trả ra, nó exclude đó, thì mình mua cái bảo hiểm in addition to that để cho mình bảo vệ. Cảm ơn chị. Tức là cái umbrella pháp hay là mua thì nó là just bảo hiểm another general liability mà nó very specific to một cái một cái specialty của mình. Tại thì nail salon thì là nail salon thì làm nail đúng không, mà sometimes mình muốn làm eyelash extension, muốn làm tattooing, cái đó thì mình phải hỏi người agent là cái công ty đó mình mua cái bảo hiểm đó nó có exclude không, nó có cover không. Nếu mà they exclude it thì mình muốn mua cái additional bảo hiểm để cho nó cover cái đó. Right. Yeah. Thank you. Nãy sơ qua thì Tâm có nói chia sẻ với quý vị là cái địa điểm của mình ở gần Saigon Performing Arts. Chị Bê Lê có thể cho biết thêm là nếu mà cần liên lạc là số điện thoại bao nhiêu và cái cách liên lạc dễ nhất với Bê Lê Nguyễn State Farm Agent là như thế nào không? Thì quý vị chỉ gọi văn phòng của Bê Lê thì 714-786-8930, 714-786-8930. Thay mặt anh em cũng rất là cảm ơn Bê Lê và cô Thanh Trúc đến để chia sẻ rất là nhiều cái thông tin về ngành bảo hiểm, rất là một cái, phải nói là một cái topic rất là quan trọng cho business owner. Nếu mà business owner đã không có nghĩ tới hoặc là bảo vệ là có thể là cái gì mà mình làm việc khó và chịu khó để có thể mất đi trong ngày nào, trong trường hợp nào đó không biết. Vâng, thì như chúng tôi có nói là thường thường khách hàng lúc người ta nói những chuyện bảo hiểm thì là chắc là hai chị cũng biết rồi, đến khách hàng đến mà những người làm những cái nghề như là người ta nghĩ là cái nail salon hoặc là cái hair salon thì ta nghĩ ta không cần bảo hiểm. Nhưng mà cái xã hội này là xã hội mà litigation. Đúng rồi. Nếu mà người ta thấy nếu mà chị mà chủ tiệm nail hoặc là chị chủ tiệm hair salon mà chị ăn mặc đồ thật là chiến hoặc là người ta thấy như vậy mà người ta bị một cái tai nạn nhẹ nhàng chút xíu là người ta sẽ liên lạc luật sư để mà cho nên chúng tôi xin cảm ơn hai cô chị Bê Lê Nguyễn và chị Thanh Trúc đến đây nói chuyện với chúng tôi về vấn đề bảo hiểm rất là quan trọng. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.